Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàng và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất có trong ngày. Vào chiều tối ngày hôm qua 25 tháng 12, lễ hội âm nhạc lớn nhất năm SBS KOD June 2019 đã chính thức được diễn ra. Và BTS là nhóm nhạc mở màn sân khấu với chủ đề Giáng sinh kéo dài suốt 12 phút. Với màn tương tác của các thành viên BTS với một vũ công nhí đã khiến cho hàng triệu ARMY đã phải ghen tị. Theo đó thì Jungkook cùng với một bạn diễn nhí là người dẫn dắt và kết nối các tiết mục của BTS. Trên sân khấu thì Jungkook đã có những màn tương tác cực kỳ đáng yêu và ấm áp đối với cô diễn viên nhí Sarang. Từng ánh mắt cử chỉ đều toát lên được sự hiền lành và ân cần. Chính vì thế mà chắc hẳn hàng triệu ARMY đã phải ghen tị trước khoảnh khắc của Jungkook và diễn viên nhí trên sân khấu SBS KOD June. Các thành viên của BTS đã khiến nhiều fan phải ghen tị với những khoảnh khắc tương tác cực kỳ đáng yêu với em bé diễn chung phần mở màn. Nhiều ARMY còn đùa vui rằng xem sân khấu này xong phải tự dặn lòng không nên ghen tị với một đứa bé và ví em như nàng công chúa nhỏ của BTS. Sự xuất hiện của vũ công nhỏ tuổi đã làm cho sân khấu trở nên đặc biệt rất nhiều và fan đang kêu gọi BTS nên ra mắt một album Giáng sinh vào năm sau. Những sự kiện trong năm 2019, những nhân vật nổi tiếng của K-pop được thể hiện qua những bảng xếp hạng thương hiệu. Đối với bảng nam năm nay không có nhiều thay đổi, Jimin đến từ BTS đã giữ vững ngôi vị ông hoàng trong suốt một năm, thì với bảng nữ mới có nhiều sự biến đổi. Ở 6 tháng đầu năm 2019, Jennie giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng thương hiệu với lượt tìm kiếm khá cao. Đây là dư âm khi cô nàng ra mắt solo vào tháng 11 năm 2018. Tiếp đến là câu chuyện hẹn hò cùng Kai của EXO ngày đầu năm. Jennie là gương mặt hot nhất thời điểm bước sang năm mới. Tuy nhiên thì đến nửa cuối năm 2019, thành viên của nhiều nhóm nhạc nữ bắt đầu xoán ngôi khi các nhóm bắt đầu trở lại với đường đua K-pop và tham gia nhiều chương trình. Thời điểm này, Blackpink khá im hơi lặng tiếng, chỉ tập trung cho những tour diễn nước ngoài và một số sự kiện thời trang nên đã rời khỏi vị trí dẫn đầu nhưng vẫn nằm trong top 10. Có nhiều thành viên nhóm nữ vượt lên lần lượt giữ vị trí đầu bảng xếp hạng như là Hwasa của Mamamoo, Seungri của Red Velvet và Jerry của ITZY. Những gương mặt vượt lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hàng tháng đều có những sự kiện nổi bật. Hwasa có lẽ là cô nàng tiếp theo Jennie chiếm giữ thành tích cao nhất cho năm 2019 nhiều lần. Cô nàng được tìm kiếm trên các trang tin Hàn bằng từ khóa sexy, quyến rũ. Trong những tìm kiếm này, có lần Hwasa còn gây bão khi không mặc nội y tại sân bay. Đây thật sự là một thương hiệu mà rất ít ai có thể thay thế. Mặc dù bảng xếp hạng hàng tháng có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên kết quả cuối cùng của năm 2019 thì nữ hoàng vẫn thuộc về Jennie của Blackpink với 30.914.581 lượt tìm kiếm, Hwasa của Mamamoo với 29.018.625 lượt tìm kiếm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày.